Khoảng 0 giờ ngày 19 tháng 6, chiếc xe khách biển số Hà Tĩnh do Vũ Huy Hát, 28 tuổi, ngụ huyện Hương Khê, điều khiển trên quốc lộ 15 theo hướng ra Bắc. Khi đến khối 3, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy, chưa rõ người điều khiển, trên xe có hai người chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến hai người đi xe máy là MTT và NQV, cùng 17 tuổi, ngụ xã Hương Đô, huyện Hương Khê, nguy kịch. Nạn nhân T được xác định tử vong tại hiện trường, còn nạn nhân V tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay khi xảy ra vụ việc, công an huyện Hương Khê có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.